quay vậy. Đại nguyện nhất và đề tình cho bằng nhảy giả sơn ta ngã nhớ lại tâm và hoàng tô cũng dường tơ giả sáng hỏi nghiệp và chương ngẫu và thì hãy công đức lộc và Bye.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Từ thời đệ tử chúng con cung tù Phật Thiền Thành Tâm Phúng Tùng Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Nguyện Cầu Nhị vậy dâng lên trong chúng con tình cao văn thiên hướng dương 83 tuổi mẹ bà chúng con tên Lê Thị Đại hướng dương 81 tuổi trên ngày 29 tháng 7 âm lịch năm Bính Tuất. Nguyện cầu nhị chư vào chư Đại Bồ Tát chư Hiền Đảnh Tăng Thiên Long Bát Bộ Pháp Thần Vương Như Thiết Thiên Thần Đồng Thọ Trì nhị vị dâng lên giảng sanh tịnh độ phó nguyện âm siêu dương thái hai yến hà thánh pháp giới chúng sanh tình dở vô tình tệ đành pháp na đạo nam mô a di đà phật. Kinh mà đánh vợ tao á mày. Trời trời. Nguyện đem công đức này hướng về Phật Ca Tạng đệ tử và chúng sanh đều chóng thành Phật lại bà ba lại đại má ba bốn lại ba má về nó con lớn với con lớn về nghe 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 n